trên màn hình. Sau khi quét mã, bạn sẽ có cơ hội nhận được một đường link, điền số điện thoại và họ tên mình vô đây. Vậy là sẽ được SCTV6 xác nhận và nhận được một mã thẻ nạp điện thoại tương ứng với mạng điện thoại bạn đang sử dụng. Hãy luôn bật TV, chọn kênh SCTV6 và có cơ hội trúng thưởng với tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng.